À, tất cả thị trường hiện nay đúng không ạ, chúng ta sẽ phải theo một cái quy luật của thị trường. Những cái sản phẩm nào à những cái thương hiệu nào Trương Thành Audio uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Rất nhiều à thương hiệu của Đức rất nổi tiếng và được rất nhiều người Việt Nam à chúng ta yêu thích và trên toàn thế giới đúng không ạ? Vậy thì trong cái clip ngày hôm nay à Trương Thành Audio sẽ chia sẻ và à, cùng à, giao lưu với quý vị và các bạn về cái chủ đề là những dòng loa Đức à, được ưa chuộng nhất trong thời gian gần đây tại Việt Nam. Vậy thì đầu tiên à, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu à, nha mọi người, đặc biệt là trong một chuỗi phát triển của âm thanh ở à, Châu Âu nói chung và âm thanh đến từ Đức nói riêng. thì chúng ta à, vài năm trở lại đây khi mà truyền thông à, tại Việt Nam phát triển rất là nhiều ở à, rất nhiều trang mạng xã hội ở à, đúng không ạ? rất nhiều kênh truyền thông phát triển thì à, người tiêu dùng À, mới có điều kiện để biết được thêm mà rất nhiều ở à, những mẫu loa nổi tiếng à, đến từ Đức. Vậy thì xuyên suốt lịch sử của chúng ta, thì trước kia à, đặc biệt là Việt Nam chúng ta thì trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh và mức kinh tế còn nghèo, à, đúng không ạ? Ngày xưa thưa quý vị à, chỉ sử dụng những chiếc âm ly khoảng vài triệu thôi, 5, 7 triệu, 10 triệu một bộ dàn âm thanh cũng là đã cao cấp lắm rồi, à, đúng không ạ? vậy thì làm sao mà chúng ta có thể có cơ hội mà điều kiện xài những cái sản phẩm à, sử dụng những cái sản phẩm mà đến từ thương hiệu của đức được vậy thì vài năm trở lại đây à, đặc biệt là chục năm trở lại đây thì nền kinh tế việt nam của chúng ta thì à, phát triển tăng trưởng rất là vượt bậc đúng không ạ người người nhà nhà à, kinh tế đều no đủ rồi có lượng à, tích lũy rồi thì lúc đó ở à, chúng ta mới có điều kiện à, để sử dụng những cái sản phẩm âm thanh à, đến từ đức Vậy thì tại sao những cái dòng sản phẩm à, đến từ đức nó lại à, có sức hot đến như vậy và khi ra mắt thị trường thôi thì rất nhiều thương hiệu loa đức à, được rất nhiều khách hàng tại việt nam à, đánh giá cao quý vị này và được sử dụng trong rất nhiều những công trình lớn à, như là hội trường sân khấu ca nhạc biểu diễn này rồi quán karaoke kinh doanh quán bar rồi hệ thống giải trí à, karaoke hoặc nghe nhạc tại gia đình rất là nhiều à, vậy thì à, khi à, chúng ta biết được ở uh, trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều uh, những mẫu loa của Đức hay đúng không ạ? Tại sao ngày xưa? À uh, thì bây giờ quan trường phân tích nha. À uh, trước năm 1975 uh, thì Việt Nam chúng ta vẫn còn trong những giai đoạn là uh, chiến tranh kháng chiến chống Mỹ, đúng không ạ? Sau chiến tranh thì chắc chắn dư âm uh, những cái thương hiệu đến từ Mỹ này có rất những nhiều uh, những thương hiệu nổi tiếng uh, đến từ Mỹ như là JBL hoặc Bose uh, gần như uh, chiếm cái thị phần tại Việt Nam mình rất là lớn đó thì khi đó quý vị có thể hình dung được rằng là chúng ta chỉ nhìn thấy à, bày bán những cái thiết bị đó ở ngoài chợ này rồi ra à, ví dụ như miền nam thì ra khu chợ nhật tảo hoặc là ngoài miền bắc ấy, thì hay ra kiểu dạng khu phố bà trưng rồi à, gọi nôm la là chợ rời chợ hòa bình đấy đúng không à. ạ để tìm thì đa phần chúng ta à, sẽ có rất ít sự lựa chọn à, đa phần chúng ta sẽ thấy à, bày bán loanh quanh à, khoảng vài thương hiệu như vậy thôi cho nên là đa phần người tiêu dùng à, sẽ bị à, ít có sự lựa chọn nha mọi người à, ít được thưởng thức hay cảm nhận hay là trải nghiệm à, về cái mẫu mã của loa đức quý vị này rồi cái chất lượng âm thanh à, của những thương hiệu đến từ đức à, cho nên chúng ta gần như à, có rất ít kiến thức về bên ngoài thế giới đúng không ạ ví dụ như là châu âu thì nền âm nhạc phát triển ra sao này rồi có những thương hiệu nào lớn à, thì gần như À, tại thị trường Việt Nam của chúng ta thì những người chơi âm thanh à, rất ít khi chúng ta quan tâm và đa phần là chơi theo cái lối mòn à, quý vị nhé nhiều người ví dụ thấy ngày xưa là bày bán những cái dòng đó thì cứ nghĩ rằng ô khoảng 20 30 năm trước thì cái sản phẩm đó chắc là bây giờ dùng nó vẫn là hay à, nhưng mà thị trường nó thay đổi hoàn toàn quý vị nhé trong cái thị trường âm nhạc à, nó sẽ thay đổi và đặc biệt là gì âm thanh là cái cuối cùng để tái tạo ra chất lượng một bản nhạc. À, cho nên rằng với âm thanh của năm 2022 thì nó đã thay đổi hoàn toàn. Giữa cái à, gu âm nhạc của thế giới quý vị này rồi gu thưởng thức âm nhạc của người Việt Nam chúng ta đã thay đổi rất nhiều rồi. Và chúng ta xoay quanh à, cái chủ đề tại sao bây giờ rất nhiều những thương hiệu đến từ Đức à, lại được rất nhiều người Việt Nam mua chuộng đến vậy đúng không ạ? Điển hình như thương hiệu à, DT Dream tiên Sao của Đức quý vị này rồi thương hiệu HK rồi một số thương hiệu khác rất nổi tiếng của Đức được rất nhiều quý vị và các bạn ưa chuộng. Vậy thì bây giờ quang trường sẽ phân tích nha. Ví dụ ngày xưa thì chúng ta không được tiếp cận với các thông tin truyền thông, ví dụ như là internet thì không có quý vị này, đến điện thoại thì còn phải ra các cái quán bưu điện đúng không ạ, cái tiệm bưu điện để chúng ta gọi mất tiền chỉ có dây thôi. Nhưng ngày nay cái điều kiện và cơ hội của chúng ta được tiếp cận nhiều hơn với những kênh truyền thông như là Google quý vị này rồi gần đây thì có cả TikTok, Facebook, đúng không ạ? thì chúng ta mới biết được à tại sao những cái sản phẩm, đúng không ạ, loa của Đức nó hay đến như vậy, à, mẫu mã đẹp, âm thanh hay đẳng cấp, rồi độ bền cao. tại sao chúng ta à, lại bỏ qua một cái sản phẩm nó hay rồi nó hot như vậy, đúng không ạ? thì chúng ta thấy rất nhiều người sử dụng này, nhà nhà sử dụng, hàng nghìn công trình, à, quán karaoke sử dụng những hệ thống âm thanh à, đến từ Đức rồi những quán bar những logo pop à, sử dụng rất nhiều đúng ạ và quý vị có thể thấy được rằng trong thời gian qua thì à, uh, trở thái audio cũng à, rất thành công với cái thương hiệu uh, DT Dream Theater ở uh, DT Đức đúng không ạ quý vị có thể thấy được rằng là có rất nhiều uh, những công trình quán karaoke này rồi những cái hệ thống gia đình uh, sử dụng cái dòng loa DT à, uh, Dream Theater của Đức rất là nhiều từ cái mẫu DT Alpha 12 quý vị này rồi mẫu DT Dental 10 à, uh, Dental 15 chuyên sân khấu biểu diễn đúng không ạ rồi những cái mẫu loa sắp rất hay à bởi vì chính à, cái điều kiện à, phát triển tất yếu của xã hội mọi người nha các trang mạng truyền thông phát triển này rồi nhiều đơn vị đúng không ạ review à, rồi phân phối giới thiệu đến à, cho quý vị và các bạn à, biết được à những sản phẩm loa đức nó là những sản phẩm gần như dẫn đầu thế giới hiện nay nha mọi người về cái chất lượng âm thanh quý vị này rồi đến lối thiết kế À, đặc biệt là có rất nhiều quý vị chúng ta sẽ để ý đúng không ạ à, những cái sản phẩm ngoài âm thanh ra từ đức thì có rất nhiều những hãng xe à, nổi tiếng vì người đức người ta có một cái lối à, thiết kế rất là chỉn chu này rồi mang cái phong cách đó hơi hướng rất hiện đại đúng không ạ cho nên rằng là những cái sản phẩm mà khi chúng ta được tiếp cận quý vị thấy rất nhiều người sử dụng thì chắc chắn nó phải có một điều gì đó rất đặc biệt đúng không ạ với cái chất lượng nha quay trở chỉ lấy ví dụ ở một trong những thương hiệu nổi tiếng của Đức như là dòng DT này thôi thì cái chất lượng âm thanh của những dòng loa đến từ Đức chẳng hạn thì nó luôn luôn cho chúng ta cái sự trải nghiệm rất là chi tiết quý vị này trung thực nha chi tiết và công suất lớn đó khi chúng ta chơi được rất nhiều ở thể loại khác nhau chơi đa năng quý vị này cho quý vị là khi chúng ta à, Nghiên cứu về những dòng loa Đức thì chắc chắn là chúng ta cần phải tìm hiểu về cái văn hóa à, của Đức quý vị này, cách chơi nhạc này, rồi văn hóa chung à, của nền văn minh châu Âu, đúng không ạ? Ví dụ như Việt Nam chúng ta thì à, chúng ta thấy hát karaoke, à, nhưng với cái văn hóa của người nước ngoài thì à, người ta sẽ à, không hát giống kiểu như người châu Á chúng ta, à, đặc biệt là họ chơi. À, bằng cái hệ thống âm thanh pro ban nhạc trực tiếp luôn à quý vị nha chơi bằng nhạc cụ như là à, guitar quý vị này hoặc đàn piano hoặc banh trống đó cả một dàn nhạc như này à, sau đó thì người ta sẽ đứng lên hát trực tiếp và người ta sẽ phải bắt buộc à, chúng ta phải nhớ được cái lời bài hát này à vậy nên thì với cái cách chơi à, của người Đức thì người ta thiên hướng à, về âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp nha mọi người từ những cái nhỏ nhất thôi là phải chuyên nghiệp rồi cho nên À, với cái nền âm thanh của Đức đặc biệt là những cái hệ thống, à, quý vị có thể để ý thấy hệ thống về âm thanh à, biểu diễn chuyên nghiệp của Đức luôn luôn có những cái hãng loa à, có cái chất lượng âm thanh à, luôn dẫn đầu thế giới à mọi người nha âm thanh biểu diễn thì chắc chắn chúng ta phải nhắc ngay đến đúng không âm thanh pro à, pro chính là chuyên nghiệp đó cho nên nhiều quý vị có thể để ý là trong âm thanh chúng ta sẽ phân ra nhiều cái cách tên gọi khác nhau nhưng À, với những cái dòng loa à, đến từ âm thanh của Đức thì chắc chắn cái hơi hướng đúng không? cái thiên hướng về cái chất nhạc nó thiên hướng về pro à, biểu diễn chuyên nghiệp cho nên khi chúng ta nghe một cái hệ thống âm thanh của Đức mà nó đầy đủ cả loa full quý vị này một à, cặp loa full chẳng hạn này với một chiếc loa sắp đơn bát 40 à, hoặc bắt 50 hoặc là một hệ thống biểu diễn trên sân khấu có rất nhiều à, những dàn loa lai a dây quý vị này rồi những chiếc loa sắp kép À, chúng ta nghe nó rất là phây, à, nó rất là sướng, quý vị nhá. Ví dụ như giải siêu trầm của nó đánh, à, nó rất là sâu này, lực và uy lực, đó, chi tiết, nó không bị méo tiếng, nó không bị ù, nó không bị rèn và cái à, lời của ca sĩ hay là cái âm thanh của nhạc cụ biểu diễn đó của các nhạc công à, khi nó truyền tải ra loa, nó rất là chi tiết và tinh tế quý vị nhá. À, khi quý vị à, nghe những cái hệ thống âm thanh của Đức phải phối ghép chuẩn quý vị này đầy đủ hệ thống giải âm thì chúng ta nghe cảm giác à nó sẽ bị à kiểu như là lôi cuốn à rất là mãnh liệt quý vị nhé đặc biệt là qua trường khi à bật một cái hệ thống âm thanh của đức lên à và chúng ta nghe chúng ta trải nghiệm những cái bản nhạc cổ điển quý vị này đó cổ điển theo đúng cái chất của châu âu quý vị nha hoặc quý vị có thể nghe à nhạc ascotic hoặc là nhạc à guitar hoặc là bolero của việt nam mình cũng vậy hoặc nhạc trữ tình À, chúng ta sẽ nghe thấy những cái giai điệu và nó luyến láy rồi à, cái cảm xúc của nó rất là đặc biệt quý vị ạ cho nên rằng đấy à, tất cả thị trường hiện nay đúng ạ chúng ta sẽ phải theo một cái quy luật của thị trường những cái sản phẩm nào à, những cái thương hiệu nào mà không đáp ứng được cái nhu cầu chất lượng cho người tiêu dùng chắc chắn dần dần à, nó sẽ bị mai một và mất dần thị phần trên thị trường đúng không ạ đặc biệt điển hình à, quý vị để ý ngoài cái âm thanh của chúng ta ra thì chúng ta sẽ để ý đến cái thương hiệu điện thoại Nokia đúng không ạ à, ngày xưa mà nhắc đến Nokia thì chắc chắn rằng từ thuở nhỏ quang trường cũng rất đam mê ở thương hiệu điện thoại này nhưng bây giờ thì chắc chắn rằng là à, chúng ta sẽ không thấy bóng dáng của nó đâu nữa rồi đúng không ạ nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta chắc chắn bây giờ ta phải chọn như là Apple đúng không ạ ngày xưa Apple thì nhiều hãng lớn như là Motorola này rồi Nokia đúng không ạ ngồi à, bắt đầu coi thường đối thủ đúng không ạ? Ôi trời ơi, như này thì làm sao mà bán được ra thị trường. Nhưng à, người tiêu dùng khi chúng ta à đúng không ạ, được cảm nhận cái chất lượng à, âm thanh thực tế của những sản phẩm đến từ Đức mang lại thì chắc chắn rằng người tiêu dùng người bỏ ra không bao giờ lựa chọn sai. À quý vị nhé Đặc biệt quý vị có để ý rằng là trong rất nhiều à, những cái clip mà trường thái audio chúng tôi à, đi lắp đặt thực tế cái hệ thống dàn âm thanh của Đức À, đặc biệt là cái hãng DT ở Berlin phía sau này chắc chắn rằng có rất nhiều khách hàng à, đều vui mừng này và cảm thấy rất hạnh phúc đúng không ạ khi chúng ta bỏ ra được một cái tầm tiền ở à, cái giá trị nó hợp lý đúng không ạ không bị đội giá quá nhiều à, bởi cái giá trị thương mại như nhiều hãng khác đó cho nên rằng à, có rất nhiều khách hàng à, luôn đánh giá cao và lựa chọn những cái hệ thống dàn âm thanh của Đức à, nói chung và đặc biệt là cái thương hiệu à, DT đa tiếp của Đức này nói riêng à, tại trường Thái nhau đô rất là nhiều đúng không ạ? Bởi vì thưa quý vị à, khi chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm âm thanh ấy, thì chắc chắn là chúng ta à, nên có sự trải nghiệm này à, rồi chúng ta cần phải tìm hiểu à, một cách khách quan đúng không ạ? À, dĩ nhiên như ngày xưa chúng ta chẳng hạn là chúng ta không có điều kiện này cơ hội để chúng ta tiếp cận được à, với bên ngoài thế giới nhiều à, qua các kênh truyền thông như là Google thì có cả YouTube quý vị này đúng không ạ? Rồi Facebook rồi à, à, TikTok à, như ngày nay. À, rất phát triển thì khi chúng ta có điều kiện à, tiếp xúc được rồi thì quý vị mới biết được đến những cái thương hiệu à, nổi tiếng đúng không ạ như của đức như là dt hoặc hk rất nhiều à, những thương hiệu khác mà nó có một cái chất lượng âm thanh hay quý vị này món mã đẹp đúng không ạ rồi cái giá bán chuẩn đúng với cái chất lượng mà của nhà sản xuất đưa ra thì chắc chắn rằng không có lý do gì à, mà phần đông à, mọi người lại chạy theo cái xu thế à, loa đức ngày nay đúng không ạ quý vị có thể thấy đâu đâu cũng thấy bán loa đức À, rất nhiều đơn vị bán loa đức và rất nhiều những à, công trình hệ thống đều sử dụng loa đức rất là thành công à, vậy nên thì trong cái clip này trở thành euro cũng à, chia sẻ đến quý vị và các bạn à, về một cái xu thế mới đúng không ạ khi người tiêu dùng à, chúng ta biết được tiếp cận được cái chất lượng của những cái cặp loa đến từ đức à, đến từ châu âu chúng ta biết được chất lượng tốt này mẫu mã đẹp giá bán hợp lý thì chắc chắn rằng à, đó là những cái sản phẩm mà nó rất là hot à, trên thị trường đúng không ạ thường nó sẽ tạo thành một cái trào lưu ở à, quý vị nhé và cái thời à, buổi bây giờ sẽ là một cái kỷ nguyên à, quý vị nhé kỷ nguyên của rất nhiều những cái sản phẩm đến từ châu âu mà chiếm lĩnh cái thị trường âm thanh của việt nam mình và Trường tài nhau đều chúng tôi dự đoán được rằng là từ khoảng 2 đến 3 năm thậm chí 5 năm nữa chắc chắn là ở những cái thương hiệu nhỏ lẻ sẽ rất khó để có thể chiếm lĩnh được cái thị trường âm thanh của Việt Nam chúng ta và đặc biệt là với những cái hãng loa đến từ Đức À, nó có một chất lượng và công nghệ, quý vị nhỉ luôn luôn dẫn đầu, đúng không ạ? Giống như hãng xe mẹ hoặc BMW hoặc Porsche của Đức, à chúng ta sẽ luôn luôn, đúng không ạ? mê mẩn bởi cái lối thiết kế à, rất là đẹp này, đẳng cấp, à, sang trọng. Cho nên với người Đức thì người ta sẽ đưa cái hơi hướng, đó, cái hơi hướng thiết kế một cách tinh hoa à, của họ lên những cái sản phẩm à, mà từ các cái dòng loa full đến dòng loa sắt à, đến những chiếc cục đẩy công suất, à, quý vị nhé Ví dụ như vẻ đẹp thiết kế quý vị có để ý rằng là thấy cái mẫu cục đẩy DT à, liền 406 hoặc 408 của Đức à, quý vị sẽ nhìn sang với một số cục đẩy khác chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái lối thiết kế hoàn toàn khác biệt, đúng không ạ? Nó tạo ra một cái à, mẫu mã có thể nói chúng ta nhìn thấy nó vừa sang trọng này à, nó lại đẹp mà nó lại không bị lỗi thời à, càng nhìn lại càng thấy hay, đúng không ạ? À, nếu mà quý vị cảm thấy à, video hữu ích thì à, hãy nhớ à, like này, rồi share kênh rồi nhấn subscribe uh, chia sẻ video ủng hộ trở thành audio nha uh, xin chào hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn thân yêu uh, trong một uh, clip lần sau trường thành audio uy tín hàng đầu âm thanh tuyệt hảo